Vâng, hello, xin mến chào đón bác nhá. Thì trong buổi chiều nay thì trời đang mưa và lịch thông báo mưa hàng tuần, nhưng mà bên em thì vẫn đang dọn hàng, chuyển hàng vào trong Sài Gòn để gửi cho các bác những đơn lợi đơn, những quả súp Lavoxy thì hôm nay đang làm đơn đây. Đóng ngày mai đợt tới nhà em chuyển vào đấy khoảng độ chắc 20-30 quả đấy các bạn, 20-30 quả các mã súp cho anh em chơi. Thì hôm qua bên em mới về thêm 200 con đẩy của DB thì em chưa kịp được quay vì trời mưa. Cũng như thông báo bác lịch trình là ngày mai thứ mấy nhỉ? Thứ tư là bên em sẽ quay hàng thanh lý nâng cấp. Ngày mai thì em sẽ xả đợt này em về những mã lẻ mở hàng nguyên hộp ấy, em xả cho anh em chơi. Và trong clip này thì thông báo bác đem về tổng cộng có 6 cặp loa Behringer của Đức các nhá. Tổng loa Behringer của Đức thì quá quen thuộc các bác rồi đây. Behringer ghép băng ly. Model là CL2596 và CL2564, hai model nó như nhau các bác nhá. Hai màu đen như nhau thì có màu đen và màu trắng, nhưng mà màu đen thì em có 6 đôi thì có được 1 hay 2 đôi màu đen thôi, còn đâu toàn là màu trắng. Vì là hàng mới nên là em vẫn mở ruột để cho anh em xem, để cho bác biết xem thôi, để bác biết thôi. Thì ở đây tất cả hàng full box hết bác nhá. Anh em thị trường đang bán những đôi này, thị trường đang bán mức giá là 20 mấy triệu đôi này. Và nhà hãng đang bán 20 mấy triệu thì một người gõ cho anh cái. Vinh Tiến gõ cho Vinh ấy. Bác gõ Google ra luôn màu đen này nhá. Cả các bác gõ những màu đen là Behringer 2564 và 2596 ra luôn cái model thị trường em đang bán đấy. Đây. Đây 2564 này. Đây đang bán trên một chiếc là 11 triệu này, một chiếc này. Bên TCA này. Đấy 2564 này. 11 triệu đồng chiếc, còn một đôi nó là 22 triệu. Bên em thì đang khuyến mãi cho bác vì số lượng nó ít, về ít quá thì em khuyến mãi cho các bác anh em chơi. Là cái đôi này thì em bán gọi là lấy may thôi, vì số lượng có ít quá em bán gọi là lấy vốn về thôi. Những đôi bát 40 này các bác chơi đôi mới không phải lo vấn đề zin hay đẹp bao nhiêu phần trăm nữa cả, vì đây hàng mới đập full box luôn. Thì em đang bán những đôi mới, hàng màu đen em bán là 10 triệu rưỡi một đôi, màu trắng em bán rẻ hơn được 500, còn 10 triệu một đôi này anh em nhé. Bát 40 ạ, 10 triệu đôi này. Trên thị trường anh em đang bán hàng bãi cũng giá đang quanh khoảng 12-13 triệu một đôi. Và trước đây Hiếu Minh về hàng em cũng bán mức giá mở hàng về full hộp này. Trước đây em về là em bán cho bác với mức giá cũng lên quanh 13-14 triệu một đôi. Và chỉ có là đây đợt này về ít quá thôi. Về ít em bán xả cho các bác anh em chơi thôi vì cái dòng này nó to. Và lưu ý các bác là ưu tiên những bác nào ở gần nhá. Còn những bác ở xa thì gửi dòng này hơi tốn kém đấy. Tại vì thùng nó to lắm ạ. Thùng nó to như tủ lạnh luôn. Tại vì nó nguyên hộp xốp mà. Còn nếu mà để mở cái noa không thì lại bình thường. To bình thường, nhưng mà cái đóng thêm thùng vào ấy là nó kết hợp hai hộp xốp ấy. Hai lớp xốp ấy. Giữ cho anh cái. Hai lớp vỏ này à, rất là to nhé, to như cái tủ lạnh luôn. Nếu mà đóng đi, nếu bác yêu cầu đóng đi xa là to như tủ lạnh luôn, trong cái xốp ke này. Con này xuống bắt 40 đánh. Từ từ đã anh em ơi, từ đã. Thành ơi, từ đã anh quay đã. Quay sử dụng bắt 40 các nhá. Bắt 40 rồi mà đánh cực kỳ lợi lời, các bác đánh chơi không gian cực kỳ rộng. Một đôi này có đánh được không gian từ 20 25, 30, 35 và 40 mét vuông, qua súng tép neo. Tép của leo leo hoặc leo của súng leo gọi là gần như leo hỏa tiễn bác nhá. Leo hỏa tiễn này, leo gọi là leo chấp kèn này, Đấy. Trông như đầu đạn bên lõi nó đây. Đấy. Trong này thì quá quen thuộc rồi. Đôi loa của Đức. Behringer. Wacom. Em sụp củ chép này, củ bát đây. Dòng này với dòng đéo đánh y xì như dòng JBL 515, 115 xin lỗi, đánh ngang ngửa với dòng JBL 515. Nói chung driver nó như nhau. Phân tần thì dòng Behringer ấy họ sản xuất ý. Bé giữ cho anh cái. Dòng phân tần của nó thì thiết kế đây là cực kỳ gấu luôn bác nhá. Cực kỳ gấu luôn, tất cả là dây bằng dây cáp 100%. Hôm nay bán xả thanh lý cho các bác chơi đấy. Em còn một đôi B3 nữa, đôi B3 nữa cũng nguyên thùng. Bát 40 nhưng nó dùng nó dòng loa tích hợp liền công suất, thì mai em xả trong clip thanh lý cho anh em chơi nhé. Cái đợt này là cái loa nào nó về ít em bán hết, bán lấy vốn về cho anh em chơi. Bác nhìn cái thùng nó thút gỡ thùng gỗ này. Quả thùng gỗ siêu gầy, phải mấy lớp các nhá. Cực kỳ dày luôn, 1 này, 2 này, 3 4 này, 5 6 này. Nó rơi 12 lớp các nhá. Ngoài lớp bình thường, những thùng gỗ bình thường ấy, các bác mua trên những dòng loa thông thường ấy nó chỉ được khoảng 9 lớp thôi.
này 12 lớp, cực kỳ dày luôn. Đấy bác đếm từng lớp được. Thế cái màu trắng thì em bán rẻ, màu đen 500 nghìn. Còn màu đen thì 10 triệu rưỡi, bác 40. Bán rẻ hơn cả hàng bãi anh em ạ. Bên trong kèm thì sách, xốp sách đầy đủ. Có một găng tay, một cái sách của nhà hãng đấy ạ. Găng tay để bác đeo, bác mở ra nhé. Và đây là một cái túi để bác chống ẩm mốc này. Chống ẩm mốc này, có con dính vào đây. Màu đen em nhớ chỉ có 1-2 đôi thôi, còn toàn một trắng các bạn. Có 6 đôi thì trong đó toàn trắng. Còn đen 1-2 đôi thôi. Đấy, hôm nay mình làm clip thông báo trên kênh với dòng loa Behringer. Giữ cho anh cái, một người giữ cho anh cái được không? Giữ nghiêng ra tí cho anh nhìn. Đằng sau nó bác nhìn nhá, là sẽ đổ lỗ kẹt này, hoặc lưu trích này. Và cầu đảo pha bác nhá, cầu đảo pha đầu bên, cầu bi đảo pha này. Đánh bi am này. Đấy, hoặc đánh suýt e này. Đấu cộng 1+1 trừ bác nhá. Có com CL 2564 và CL 2596, nó là một. Anh em lấy đôi nào cũng được. Giá hàng nguyên hộp nguyên đai bác nhá. Số lượng có ít thôi, đấy thông báo bác trên kênh. Vì số lượng có ít nên em không bỏ chia nên em sẽ bán xả luôn cho bác trong clip này. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với Đô nhá. Behringer. Các bác chơi những đôi này thì là về là cứ đẹp luôn rồi. Đẹp xuất sắc rồi, không phải nói đến bạc đẹp bao nhiêu, không phải nói đến là zin hay không zin hay là bao nhiêu phần trăm. Các mua hàng bãi thì cứ phải xoăm soi từng tí một, nhưng đối với hàng mới đập hộp này thì khỏi nghĩ rồi. Số lượng có ít thì bán xả lốt hôm nọ, cái lô lần trước em về em bán mấy chục đôi em bán hết rồi, bán cả thợ thuyền. Đây em có về ít quá em bán xả lốt cho anh em, có 6 đôi thôi, nó cũng chả có nhiều. Tổng 6 đôi loa xếp một ngộng đấy, có 6 đôi các bạn. Ở bên trong là xếp lô đẩy của em. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ em nhé. Chơi đôi này thì trên trường em đang bán, gõ luôn đôi này, trên trường em đang bán toàn. Em thấy một số anh em đang bán, nhà từ xưa nay em bán rẻ nhất là 13 triệu rưỡi, 14 triệu. Còn các chỗ khác bán toàn 20 đến hơn 20 thôi, không 17, 18 thôi, chứ làm gì có bán giá như em đang bán đâu. Em bán còn giá rẻ hơn cả hàng cũ nhá. Hàng đập hộp của em còn bán rẻ hơn cả hàng cũ. Hàng cũ anh em bán những đôi này cũng phải rơi 12 triệu, 12 triệu rưỡi rồi. Thì Hiếu Minh hôm nay quay review thông báo lên kênh. Nói chung là nhận được một lô giá cực hợp lý anh em, và số lượng có ít về nó về cùng lô ba bãi. Anh em có nhu cầu liên hệ Hiếu Minh Đô nhá. Thợ mua cũng phải giá này nhá. Các bác có nhu cầu liên hệ em nhá.